Người ta giàu người ta phải bào chứ các bạn. Mình bào người nghèo thì không được chứ mình. Mình bào người giàu là mình phải bào. Bào bào bào. Xia. Tôi biết cái gì rồi đấy. Đấy, thí sinh đầu tiên. Thí sinh tiếp theo. Thí sinh tiếp theo. Thí sinh tiếp theo nào. Không thoát được đâu. Mày ơi. Không thoát được đâu chú ơi. Bên nổ không chết đâu các bạn ạ. Hiểu không? Bên nổ chỉ đẹp thôi. Chỗ làm nghịch kìa. Chỗ làm nghịch kìa. Dừng sống đau rồi. Em cũng nghịch đâu. Sao Thế đánh khi nào em? nó nổ? Em biết được đâu. Hai lần rồi nhá, mẹ mày. Thế do khách chưa em đâu. Cách nào? Anh đổ lỗi cho em ấy à? Không, không phải À, em đến sau mà. cho anh xin 700 tiền kéo nhá. Cho em xin 500 tiền đi khám anh ơi. Khám nào? Em đau quá. Đau thì tự mày mà chữa đi. Anh có bandit không cho em 5 cái đi. Anh xích xích ra xíu anh ơi. Cho em 5 cái bandit là em hết 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 đau. Không 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 có, không 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 có. Trời ơi. Thế em chở anh đi khám được không em ơi? Em có mười mấy cái này anh lấy không? Có, anh cho anh xin với. Con này hết là 1.900 anh Ok. Tú ơi. Cho anh xin 5 cái là đủ rồi, 5 cái là anh chữa khỏi rồi. Ok. Anh gửi rồi nhá. Dạ vâng. Em bỏ vào hộp đồ nhá. Ok là. Dạ anh lấy đi. Anh cảm ơn nhá. Dạ Bye vâng. bye em. Quá. Em tên gì nhỉ? Tên đi em. À, Em Mia. gái của chị Châu Sì đây. À, em gái Josie à? À, Vâng. là con gái của anh Thanh Toán đúng không? Dạ vâng em đây. À. Vâng em đi đây chào Bye anh bye nhé. em nhá. Yên thật nhá. Để anh Tú, anh Tú làm anh hơi lâu rồi đấy. Anh Tú ạ, à, anh Tú làm anh hơi lâu rồi đấy. Anh Tú này. Anh Tú này. Anh Tú này. Anh Tú này. Như tí thì không đưa tiền được mấy bữa sao sau nó còn có tiền ăn uống thêm. Để em đứng gần vậy cho, để em đứng gần vậy cho. Nghe cho em tất tất em cả kể 15 không kẹo. Trời ơi, cảm ơn, cảm ơn. Ê dạ Mèo hả. quá, mèo mèo quá, mèo quá như thôi. Thì xin 15 cho 15 chứ giờ cho. Vứt vào cái hộp này đây, vứt cái đủ đồ này. Ờ nha. Hello em trai. Chị vào đây em ơi. Chết Ok. mẹ luôn sao được.
Ai da anh ơi, hỏi quá anh ơi. Con xe kia mà bằng. Sao anh cản con đường làm ăn của em vậy? Không chặn đâu. Ui sao, Nhi béo bán thuốc lào kìa. Ông đi qua, bà đi lại. Có ai dù lòng thương không? Phải tập, tập bắn anh ơi. Ghê 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 ghê. Chị ơi cho tiền em, chị ơi em sắp lết qua chỗ này chị ơi. Dạ. Ơ kìa. Trời ta tắt công vô đây. Kìa nãy, mới đi xe. Ê, ở quán, về quán, về quán. Có tiền, tính tao nghe mùi tiền ở quán. Đi, 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 đi. Có mùi tiền nữa hả? Phê quá. Tao làm đây mấy tiếng rồi phát mập. Nửa tiếng. Nửa tiếng á, ui dồi ôi. Mất mẹ nguyên buổi ngày rồi, buổi đêm rồi. Ấu già, baby. Của anh hết 2006 anh trai ơi. Anh 2kg rồi anh. Anh đi kép xe anh ơi. Thì anh đợi tí nha, anh Haki đang về rồi. Anh Haki vào đơn cho anh luôn này. Ok à. Qua gara một đón e đi đồ béo ỉ. Hơn mới được hả? Ok. Vì bo cho 1%. Cảm ơn chân. Cảm ơn Josie nhá, cảm ơn em. Anh có donate luôn ạ. Ui, anh cho em 10.000 luôn á. Anh vừa cho em mấy tiền đấy? Cho 1% đó. Anh ơi, ghi em 4.200 cộng 2.600. Đợi, đợi, đợi anh tí nha, Yoshi mập. Hello Bichi. Chị Jenny mà. À, chị Jenny à? Ừ. Sao chị giống Bichi thế nhở? Của chị hỏng 70% động cơ chứ nhá, là của chị hết 2.800 chị ạ. 2.800 á. Trời ơi, sửa nhanh không mẹ. Không, không, không mất tiền đấy. Không giảm được gì à, em trai. Dạ. Giảm bớt giá à. Alo. Em giảm chị 1% nhá. Là còn 2.772 chị ạ. À, trời ơi, bớt xíu đi, bớt xíu đi. Ok kìa chị. Chị mới vừa mua xe này đấy. Trời ơi, xe nó không phải là đi sửa nè. Chị mới vừa mua. Chị ơi, chú bớt. Chị là chị gặp con em rồi. Không, anh đây cộng nhầm đấy. Em giảm. Chả biết màu gì nữa. Chị đâu biết màu gì đâu, mới mua mà chưa coi luôn. À thế ạ. Xe hư chị, rồi sửa chị, giúp chị ơi. Tính ra ấy là con này của chị sửa hết 3.200 cơ, nhưng mà em giảm xuống chị 2.800 rồi đấy. Chị muốn giảm nữa à? Có giảm xíu nữa không? Giảm xíu à? Kìa. Xíu xíu nữa đi. Thì em giảm bao nhiêu để anh ghi hóa đơn cho em? Ok, em sao mỗi lần sửa xe lại có cái ở đây. Sao em mà. Từ em em đi vệ sinh tí nhá. Ừ. Sao mà trốn rồi? Cứ đi đường này là không ai thấy đâu. Phải trốn chứ mà. Không ai để ý đâu.
Cố lên. Không ai để ý đâu. Sao lại nơi rồi. Mày đi ỉ rồi, mày lết đây. Trời ơi, rồi. Đâu sao em đây? Em đau chân quá. Sao đau chân? Làm gì đau chân? Nãy em ngồi sai thế chị ạ. Sai thế á? Trời ơi. Thôi sửa xe chị đi về, chị đi ngủ, mệt quá rồi. Ok chị, em sửa xong rồi á? Giảm bớt đi. Ồ, sửa xong rồi à? Đây, bác chạy đi, bác chạy đi. Bao nhiêu tài ơi? Em điếc rồi, em điếc rồi, em điếc rồi. Của anh là 2.600 nha anh Lân. Ok. Hóa đơn lên tiền mặt đây. Hóa đơn anh ạ. Đây, để em ghi anh hóa đơn cho. Mật bố nó chuyến cá, chán đời. À quên, chuyến gỗ. Ok đúng nhá. Dạ vâng vâng. Thank you. Quay xong rồi đấy ạ. Anh cảm ơn nhá. 2.800 anh nhá. Chạy được rồi. Yeah. Oh yeah. Alo. Alo alo. Anh ơi. Sao đây? Sao bà Jenny chưa về? Bà chị ấy đang định bảo em rửa xe cho chị. Trời ơi, về rửa xe chị đã. Em sửa mà. Rửa. Ừ. Rửa xong đi rồi. Anh bảo là bây giờ hết dung dịch sửa xe rồi. À sao đấy? Vụ gì mà ngại à? Không, bây giờ em vào bị bào đó. Em vào. Anh sao mà... anh bảo... anh ra không. Một góc đi, anh đừng nói gần nhá. Không phải, vấn đề là người ta hóa đơn trên 2.000 rưỡi miễn phí mà. Sao đâu? Tức là người ta thanh toán rồi đúng không? Ừ. À ok. Keep silence. Anh cháu đi đâu đây? Chưa cho em đi làm gì đây? Cho em cái tiền khóa với. À, ok. Ủa, xe kia đâu? Chị đưa rồi nha. Ok, em nhận rồi chị ơi. Ủa, con này đẹp phết nhờ, màu xanh lè này, tôi thích màu xanh. Nhưng mà tôi không thích màu xanh trong CSGO lắm. Tôi thích màu đỏ CSGO, màu vàng CSGO. Tính ra tôi thích màu vàng kim sinh thủy, thủy sinh kim đúng không? Kim sinh thủy là tức là kim hợp thủy. Kim hợp thủy là tức là tôi phải thích những người, tôi phải thích màu vàng thì nó mới hợp lý các bạn ạ. Chị ơi, xong rồi chị ơi. Cảm ơn chị Cây nha. Đây em gửi lại chìa khóa chị nhá. Ok nha. Chị đi cẩn thận nhá. Yeah, thank you em. Bye bye, bye chị. Chị về nhá chị nhá. Bye Haki nha, thank you Haki. Vâng, sáng chị qua đây nhá. Ừ, nhưng mà chị thanh toán okay chưa để thanh luôn. Toán cho. Ừ, giờ này là chị có đây đấy. Ừ á, bơ mình luôn à. Trời ơi, như bà Jenny đâu. Nó mách lẻo mình hay sao ấy. Thì bây giờ phải... Đấy, bạn trai em đây, trời ơi, vừa nhắc chị xong. Chị Jenny đứng dậy, chị Jenny đứng xích. Thao lắm, dám xô chị, xịt bắt đèn. Hả? Em bảo gì cơ? Đây. Đi ra, chị đi ra đi, em xử thằng này mới được. Bắt đèn đi, bắt đèn đi. Dạ. Ai làm gì? Đi ra đây. Gặp nhau không nói câu yêu thương nào rồi còn như vậy nữa hả?
Cái gì ta? Sao vừa kìa đấm phải chị em kìa. À, cái nóc nhà ở đâu? Nè xiên đi. Anh đâu nè, có ngu nè, 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 nè. Chơi không? Chơi. Chơi tới luôn. Đừng chơi sợ gì nhờ. Chơi tới nè, vô luôn. Không, nhưng mà ở đây nguy hiểm lắm. Ở đây nhiều người thấy lắm. Trời, đừng chơi mà sợ gì. Sợ chơi đi. Nên chơi cũng biết sợ vợ chứ. Chơi đi nè, nè người nè. Trời ơi, cho chị ơi, chị mét em nè, nãy ơi. Em phải đưa bạn trai em đi khám bác sĩ nha. Chứ nó đi nhà cầu hoài luôn á em. Thế là không được đâu nha. Cái này hả? Cái này em cũng chịu à. Nó bị táo bón cái gì á, phải đi đi bác sĩ này, em bệnh à, này... dẫn nó đi nha. Nàng dại lắm á. Thì người ta còn nấu em... sao càng càng nhiều đâu. Cái xấu ra em không thấy hồi nãy cái cảnh tượng nó bò dưới đất mà nó lớp 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 như thế nào đâu em. Nhà có chịu nấu cơm đâu, toàn ăn sai giấc nên là đau dạ dày á chị. Tại sao phải nấu cơm cho em? Tại sao? Ok. Thì em đi làm kiếm tiền thì ở nhà về nấu cơm thì chứ. Thì Josie nó cũng đi làm chứ nó ở không đâu. Ừ. Đúng không? Ai rảnh mà nấu cơm. Ai thanh toán nha. Em cứ giơ tay hoài đi. Đang chờ anh Xuyên ấy, Xuyên đế. Không. Anh không xiên nữa, anh chán rồi. Không, anh không xiên nữa, anh ngu gì đi xiên em. Trời. Lâu lâu anh hay bị ngáo rồi chứ anh đâu có bị ngu. Ngáo với sản thôi. Cái gì cơ? Bảo anh ngu cơ. Em không có nói anh ngu nha. Thế ai bảo anh ngu? Có. Không ai nói anh ngu hết trơn, tự anh nghĩ anh ngu thôi à. Em vừa bảo là không phải ngu mà ngáo với sản cái gì nữa. Ừ, nhưng mà nó đâu phải là ngu. Thì chắc chắn là phải có ai bảo ngu thì em mới bảo là không phải ngu chứ, đúng không? Nữa không? Chơi nữa không? Nè. Còn đã chơi đâu mà chơi nữa. Thấy rút rút ra, ngứa tay lắm rồi gì. Người ta rút ra mài ra thôi. Sao? Làm gì làm đâm. Đâu, mài đi thì lấy mài đi. Nè, mài vô người em nè, có cái xương nè. Xương màu trắng đó, mài vô. Mài em khi nào dao nó mới nhọn. Thì thử đi biết. Thử mấy nhát là biết gì. Không, nghe toàn bữa. Đây. Nè. Sao? Nói lại rồi. Không, người em gầy lắm. Thì nè, lấy mài dao đi. Mài dao là người ta phải mài sắt đất các thứ chứ. Đi, bây giờ anh đưa em đến chỗ này hay lắm. Đi. Đi. Đang tầm chiều rồi, tầm này đi là vừa này. Tầm này mình sẽ ngồi đến đêm là hợp lý này. Rồi trời mưa nữa hả? Không, ra biển ngắm trời đẹp lắm, hôm nay không mưa đâu. Thề đi. Thề. Ok. Đừng có mưa nữa chắc anh tự tử luôn á. Chậm kẻ mất thôi. Ui, lâu không đi con này khó đi quá em ạ. À. Em mua lại con này không? Anh bán ra. Không. Nhìn em đẹp chứ đâu có ngu. Đúng rồi, không ngu anh mới làm, anh mới hỏi làm người yêu chứ. Con anh thì, con anh là phải thông minh em hiểu không? Như bố của nó vậy. Vậy ai làm mẹ nó? Em là không phải rồi đó. Sao lại không phải? Hả? Ủa sao chứ tại sao em phải làm mẹ nó? Thì tại vì em không ngu. Sao lằng ngoằng quá ta. Ôi, chú này ngắm bình minh hơi bị đẹp luôn. Wow. Ừ, nhưng mà bình thường là mấy cái chỗ này là chỗ để làm gì á? Đậu xe. Không, đậu xe bình thường có mấy cái vạch chéo chéo này đâu.
Không, vịt chứ chứ này là không được đậu mẹ. Không được đậu á? Ờ. Wow. Wow. Đẹp không? Đẹp đẹp đẹp, 10 điểm 10 điểm. Thì bên bắn pháo hoa đẹp hơn á. Nhưng mà bắn, anh đứng đây bắn hả? Người bắn đây luôn. À, bây giờ em đứng ở đây coi xong rồi anh xuống dưới kia anh bắn đi. Không, anh bắn ở đây luôn mà. Bắn dưới kia hả? Rồi thì nó mới lên xa chứ. Bắn dưới kia là anh đứng, làm sao đứng trên này nhìn được? Thì anh nhìn lên, anh thấy ấy, em ở trên này là được rồi. Thế, thì em đứng đây nhá. Thế nhưng mà từ dưới kia đi lên trên này có nhanh không nhỉ? Nếu mà anh chạy nhanh là vẫn kịp ạ. Em nghĩ không kịp đâu. Vậy là anh chạy nhanh hay bị xô á. Ở bị ập hoài. Không đâu mà anh bị ghiền ôm em rồi về. Ghiền ôm em rồi về. Biết rồi còn hỏi. Trời ơi. Sao? Không lệch nữa. Này, này Chanel á, hơi bị thơm á. Chanel à? Chanel Blew à? Blew là của con trai mà. Thế con gái là gì? Ờ, em xài Coco. Coco à? Ừ. Anh xài Dior Sauvage à? Nghe nó ghẻ ghẻ sao giờ. Không nhưng mà bắn ở đây thì mình phải xoay người lại mới thấy à? Hay là bắn biển đi, đi ở biển đi, đi. Đá biển nó đẹp. Đá biển nó đẹp. Nó ngáo thì là giỏi. Hồi xưa anh có ngáo đâu, từ lúc yêu em anh mới ngáo chứ. Nào, không đổi thừa, không đổi thừa. Tay quá, nhớ cái hen. Thôi mà em không gọi anh nữa. Chưa kịp gọi á là anh đã xuất hiện rồi. Sao anh hay vậy? Không, em muốn chuyện với Jenny. Thì đứng nói chuyện xong rồi. Tính là nói chuyện xong để gọi cho anh đó. Nhưng mà Anh xuất hiện rồi. Anh lẻo rồi. Em ngồi đấy đi, em ngồi đấy. Đợi anh chạy về. Thuyền thì đẹp hơn nhỉ, nhưng mà ra thuyền mất xe á. Em mới thấy đi lóc pích. Tránh xa. Wow, đẹp thực sự. Hết rồi á? À? Trời ơi. Wow. Hết rồi á? À? That's it. That's it. Trời ơi, xem chưa được đã mà. That's it. Phụ thân ấy nhỉ? Vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Không, các bạn, mình ngồi xa quá. Cái thời gian anh chạy qua là anh không thấy gì rồi. Em không biết đâu, tại vì ngồi kia sợ gần quá không có thấy. Em thấy ông già kia không? Sao? Xem anh nhá.
Đấy, em mà láng phéo thằng nào là anh nè xuyên. Đây nè, đây đây nè, đây nè, đây còn người nữa nè, xiên luôn. Anh đã nói hết đâu, bảo à, em mà láng dặn mặt em thấy gì, anh dặn mặt em thấy gì không? Không gì, dặn mặt rồi còn gì, kêu em dòm đi xong lại xiên ta, xong rồi kêu vậy nè em nhìn đi, anh dặn mặt em thấy gì nè, thử luôn đi, chơi luôn đi chứ, dặn mặt không. Kỳ sao anh đâm em được, không cần dặn mặt đâu. Em không cần dằn mặt đâu, thích thì chơi à. Không, anh chơi đâu, không? Anh có dám đâm em đâu. Đấy là anh đang bảo là nếu như em là láng phéo với tiểu tam nào á, là anh xiên thằng đấy như thế đấy, hiểu không? Thì còn anh láng phéo với tiểu tam thì sao? Úi dồi ôi, anh nổi tiếng trung thì tình. Thì sao? Không, giờ đứng lại giải thích thì không có lên xe. Thì sao? Em muốn dịu được. Thì sao? Tỷ lệ xảy ra là 0%, nên là em đừng mơ mộng nữa, sống đi, sống thực tế đi. Bây giờ lỡ có rồi sao? Bây giờ anh dằn mặt em rồi, em chưa dằn mặt anh đó. Thì em muốn gì cũng được, nhưng mà đừng muốn sổ đỏ gì là muốn được. Muốn gì nói. Thì thấy em... chưa, thấy chưa, vẫn là cái sổ đỏ. Thì đương nhiên không rồi. Được anh luôn á. Thì em muốn gì? Em muốn cắt không? Anh cho em cắt luôn được. Cái gì thừa ra cắt không? Ừ. Ok. Lần gì xảy ra đâu mà lo. Thì em đã xảy ra đâu mà anh lo. Em biết được anh suốt ngày đi với trai không à? Đi là một chuyện, nhưng mà yên lòng là chuyện khác, hiểu không? Thì đấy, thì người ta cảnh cáo thôi, cho thêm tính đăn re, hiểu không? Thêm cho tự giác. Cười quá à, nói gì kỳ cục quá à. Bây giờ là trong trái tim em chỉ có một người thôi, bây giờ ở đi với người khác thì cũng là một người khác, vẫn là một người đó trong trái tim em thôi chứ sao, đúng không? Giống nghe giống anh đang bị thôi miên nhở. Nào em học thôi miên đâu, nghe nó hợp lý đấy nhở. Hợp lý mà, nó là sự thật mà. Hay là mình đi kệ đồng hồ. Nếu mà chạy thì có kịp đâu. À không, mình kệ một cái thôi. Em biết cảm giác kệ đồng hồ nó như nào. Nhưng mà em có chạy xe được đâu. Anh kệ rồi thôi chạy. Thì anh chạy thôi, còn em kệ xong em lên em ngồi ghế hai thôi. Là sao? Hả? Là sao? Em lên ngồi ghế 2 hả? Đúng rồi, em cậy xong em lên ngồi ghế 2. Nói em gì việc hít thở đều. Là anh chạy xe hả? Đúng rồi. Tức là anh chỉ cho em biết cảm giác cậy cái đồng hồ nó như nào thôi. À, chứ có bắt em gãy thì xe thôi đâu. Đúng không? Đúng rồi, gãy là mình ý là cậy gãy thôi. Anh có 26 cục tiền bẩn rồi. Anh sắp giàu em ạ. Nhiều vậy? Ừ. Chứ anh bán tivi được 3 tiền bẩn. Em phải đeo bao tay vô, em không có bao tay. Đi, thế mình đi thay đồ luôn. Thôi đi làm đi, anh đùa đấy. Em bị bắt anh sót lắm. Ok. Thôi đi cậy đi cho biết. Cho biết cái mùi nó như nào nhá. Cạnh đúng một cái xong mình đa nhân cách quá vợ anh, nhiều ý kiến quá, con trai gì mà không có ý kiến, mà đổi liên tục nhất hết cả đầu. Thế nó mới hay chứ, bây giờ anh mà sống theo lý trí thì anh làm sao mà anh ấy được. Ủa thì anh có hai suy nghĩ đó, không phải là lý trí sao? Anh đổi tới đổi luôn, anh lật như lật bánh chén vậy, nhức đầu quá. Đúng rồi, bánh tráng ngon là phải lật em, hiểu không? Mà nếu mà em cậy á thì người ta sẽ cứ giấu vân tay em ở đó, xong người ta lấy giấu vân tay, xong người ta định tội luôn rồi sao? Không, tức là phải có số vân tay, à giấu vân tay em trước đấy lâu rồi, hiểu không? Tức là em đã từng bị bắt và em đã bị dí giấu vân tay vào đấy rồi thì em mới bị ấy.
Nhưng mà lỡ người ta tới, người ta đối chiếu dấu vân tay của em với lại cái cây cột này thì nó đã có rồi thì là em bị bắt luôn rồi sao? Người ta làm gì được làm như thế? Chả lẽ bây giờ ví dụ nhá, người ta phải bắt em tại trận thì mới bị thôi, đúng không? À, ok. Đây, làm đây đi. Này xuống này, anh hô 123 là vào nhá. Này, chuẩn bị chưa? 1, 2, 3. Anh xong rồi này. Gãy thì lên xe luôn nhá. Trời ơi, lại gãy. Nói ít hiểu nhiều được rồi. Chạy thôi. Yeah. Cảnh sát đến. Sơ quá, sơ quá, sơ quá. Ê, nghe tiếng cảnh sát kìa, kìa. Xin lặng. Mình thích em hiểu không? Cái gì cũng phải giữ được cái đầu lạnh em hiểu không? Em nổi da gà hết luôn rồi á. Em hãy tập quen với điều đấy đi. Giờ mình phải đi đi chặt gỗ. Đúng. Vui thế nhở? thấy luôn vậy. Thấy cảm giác như nào, vui không? Tôi thấy rùng quá. Thấy tim đập nhanh. Đúng rồi, thế mới vui. Vui. Kể cả mình bị bắt thì mình cũng mất tiền thôi mà, sao đâu? Là đi tìm cũng được. Một ngày làm mấy lần dắt được hả? bây giờ nhá, bây giờ mỗi ngày em KPI em cậy một cục tiền lần là được rồi. Ghê. Ừ, em KPI về, luôn hả? Em kiếm cho anh về mỗi ngày một cục tiền lần. Còn anh kiếm bao nhiêu cục? Một ngày bình thường phải kiếm được tầm 50 đến 100 cục. Chứ sao nãy anh nói em mới có 26 cục? Thì đấy là đen. Vậy là bữa nay chưa đủ KPI đúng không? Bữa nay anh đi cãi đi, em đi làm.